Hàng phòng ngự Man United đã có màn trình diễn khá tệ hại ngay tại Old Trafford, cộng thêm chiếc thay đổi ngớ ngẩn của Anthony Martial đã khiến họ vào thế trận dễ dàng trước Tottenham. Fernandes là người ghi bàn thắng sớm cho Man United, tuy nhiên đó là tất cả. Sau đó, lần lượt Ndombele, cú đúp của Son Heung-min, cú đúp của Harry Kane và Serge Aurier đã mang về chiến thắng cho gà trống. Thất bại 1-6 trước Tottenham Hotspur khiến Man United rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, trong khi Tottenham leo lên vị trí thứ 5 sau 4 vòng đấu. Cũng ở vòng 4 đêm qua, Leicester City đã thua 0-3 trước West Ham. Southampton có được chiến thắng 2-0 trước West Brom. Arsenal vượt qua Sheffield United với tỷ số 2-1. Wolverhampton có được chiến thắng 1-0 trước Fulham. Aston Villa bất ngờ đánh bại Liverpool với tỷ số 7-2. Sevilla chơi ngang ngửa với Barcelona trong trận hòa 1-1 tại Camp Nou ở vòng 5 La Liga. Luke de Jong và Philip Coutinho là những người ghi bàn của trận đấu. Phải chỉ điểm với Sevilla khi Barcelona nhận trận hòa đầu tiên ở mùa giải này và xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 7 điểm, trong khi Sevilla xếp thứ 6, đứng đầu vẫn là Real Madrid với 10 điểm sau 5 vòng. Một số kết quả đáng chú ý khác: Osasuna có được chiến thắng 2-0 trước Celta Vigo, Alaves vượt qua Athletic Bilbao với tỷ số 1-0, Levante đã thua 0-2 trước Real Madrid, Cadiz và Granada hòa nhau 1-1. Một mình Robert Lewandowski đã gánh Bayern Munich bằng một cú poker, giúp đội nhà tránh khỏi trận thua bé bàng trước Hertha Berlin ngay tại sân nhà. Mặc dù những Cordoba, Cunha và Cesc Engankam đã rất cố gắng mang về bàn thắng cho đội bóng xanh trắng, nhưng bấy nhiêu đó là không đủ. Bayern có được chiến thắng thứ 2 sau 3 vòng đấu và xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trận diễn ra trước đó là kết quả hòa không bàn thắng như Wolfsburg và Augsburg. Tại vòng 3 Serie A, Atalanta có được chiến thắng 5-2 trước Cagliari, Benevento có được chiến thắng 1-0 trước Bologna, Lazio và Inter hòa nhau 1-1. Parma đánh bại Verona với tỷ số 1-0, AC Milan có được chiến thắng 3-0 trước Spezia. Một số kết quả tại vòng 6 Ligue 1: Montpellier đã thua 0-1 trước Nîmes, Bordeaux đánh bại Dijon với tỷ số 3-0, Brest có được chiến thắng 1-0 trước Monaco, Metz vượt qua Lorient với tỷ số 3-1, Strasbourg đã thua 0-3 trước Lille, Gen và Gem hòa nhau 2-2, Lyon và Marseille hòa nhau 1-1. Fabrizio Romano tiết lộ, Man United đã chiêu mộ thành công Alex Telles. Quỷ đỏ cuối cùng cũng đã tìm được tiếng nói chung với Porto về mức phí chuyển nhượng. Bản hợp đồng sẽ được hoàn tất trong ít giờ tới, sau khi cầu thủ sinh năm 92 chuyển tới Manchester United để kiểm tra y tế. Mức giá chuyển nhượng và mức lương của Alex Telles hiện vẫn chưa được Man United tiết lộ. Trong mùa giải vừa qua, Alex Telles đã ra sân 49 trận cho Porto. Hậu vệ người Brazil ghi được 11 bàn thắng và có 12 kiến tạo trên mọi đấu trường. Cầu thủ 28 tuổi góp công lớn vào chức vô địch quốc gia Bồ Đào Nha của Porto. Anh cũng được bình chọn là hậu vệ trái xuất sắc nhất của mùa giải. Trong thời gian qua, United đã theo đuổi Alex Telles khá gắt gao. Quỷ đỏ muốn gia tăng sức mạnh ở vị trí hậu vệ trái sau khi họ thất bại trong việc chiêu mộ Pedro và Reguilón. Ở trận đấu muộn nhất vòng 4 Premier League, Liverpool bất ngờ phải nhận thất bại kinh hoàng 2-7 trên sân của Aston Villa. Theo Jurgen Klopp, Liverpool đã đánh mất mình sau bàn thua sớm và phải nhận trận thua đáng hổ thẹn trên sân Villa Park. Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm. Bàn thua đầu tiên đến quá sớm và sau đó là liên tiếp những bàn thua đến từ sai lầm của chúng tôi. Các cầu thủ mất bóng khá nhiều ở khu vực nguy hiểm. Có cảm giác như chúng tôi đã đánh mất mình sau bàn thua đầu tiên. Với việc Liverpool và Leicester đồng loạt nhận thất bại vòng 4, Premier League chỉ còn hai đội bóng đang duy trì mạch toàn thắng là Everton và Aston Villa. Tuy vậy, giờ chỉ mới đá 3 trận nên Villa đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém 3 điểm so với đội dẫn đầu là Everton. Giám đốc thể thao câu lạc bộ Lyon, Juninho xác nhận Memphis Depay đang trên đường rời nước Pháp để đầu quân cho Barcelona. Cậu ấy đang ở trong năm cuối hợp đồng với chúng tôi. Cậu ấy đã đồng ý gia nhập Barca và có thể ra đi ngay vào ngày mai, nhưng không có gì là chắc chắn cả. Juninho phát biểu trên tờ Telefoot, Lyon đang ở trong tình thế bắt buộc phải bán Memphis ngay trong mùa hè này hoặc tháng giêng năm 2021 nếu không muốn mất trắng cầu thủ người Hà Lan. Hợp đồng của cựu cầu thủ Man United với đội bóng nước Pháp có thời hạn đến hè 2021. Memphis Depay nhất quyết không gia hạn hợp đồng để gây sức ép lên ban lãnh đạo Lyon để anh ra đi. Lyon cũng không được dự cúp châu Âu mùa này, đó là một trong những lý do khiến cầu thủ người Hà Lan tuyên bố muốn ra đi. 3 năm sau khi chia tay Douglas Costa, Bayern chuẩn bị đón cầu thủ chạy cánh người Brazil trở lại Allianz Arena. Costa sẽ có mặt tại Munich để hoàn tất buổi kiểm tra y tế cũng như ký hợp đồng trong hôm nay, trước thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa hè ở Đức đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều. Anh cũng là cầu thủ chạy cánh thứ tư, cũng là Kingsley Coman đóng vai trò dự bị, chấp đôi chính là Serge Gnabry và Leroy Sané. Đây thực sự là một thương vụ bất ngờ của Bayern, giống như cách họ đạt được thỏa thuận đưa về 3 tân binh khác chỉ chưa đầy 48 giờ trước khi kết thúc phiên chạy hè 2020. Tuy nhiên, khác với Marc Roca, Eric Maxim Choupo-Moting hay là Bruno Sar, Douglas Costa có lẽ sẽ sớm hòa nhập tại Allianz Arena bởi từng có thời gian chơi bóng trước đây.